Tiếp nối chương trình văn nghệ sau đây, ban tổ chức tôi xin trân trọng kính mời quý vị các chị và các bạn cùng thưởng thức hai giọng ca, đó là Quang Thanh và Quang Hải. Vâng, xin trân trọng kính mời. Hôm nay là ngày vui của hai bạn, xin chúc cho mọi người một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Và đây xin được gửi lời chào tới các cùng Quang Thanh, cùng chơi biên. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, anh chị và các bạn, đúng là ông tơ thật khéo xa duyên, mà để cho bà Nguyệt còn một thời cơ hồng cũng phải xe, sẽ cho hai bạn có nhau, sẽ cho hai bạn về chung một nhà, cùng nhau chung con đường về, cùng nhau xuất sắc tìm về có nhau, mà nhà anh thì lại có một người lớn đâu, nhà em thì lại có một người lớn giàu ở thương, để rồi anh nhớ anh thương, để rồi hai bạn nhớ thương mặt mặt lòng. Mà hôm nay đây cái ý tư hồng để cưới để chúng mình cùng trao cho nhau. Vâng, và ngay sau đây ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời cô dâu chú rể cùng tay cũng là hai phần diễn cùng mình. Vâng, ban nhân dân, ban tổ chức tôi xin trân trọng kính mời ban nhân dân cùng hai chiếc phòng cưới và nhiều hồng có trường phát xin trân trọng kính mời.
I just can't breathe when your shadow is all over me. Baby, don't wanna be a fool in your eyes, 'cause what we had was built on lies. Vâng, thật là hồi hộp. Tôi đứng cạnh tôi, tim tôi cũng đập đập thình thình luôn này. Vâng, tôi đã đếm từ 1 đến 3 thì hai bạn cùng trao nhau hôn với nhất của mình được không ạ? Vâng, các bạn trẻ cùng tôi hôn được không ạ? 1, 2, 3. Vâng, thật là tuyệt vời. Vâng, kính thưa thật là quý vị, các chị và các bạn. Trước khi ký vào đất nước thì tôi có một số điều phỏng vấn cho đội tuyển chúng ta trong buổi tối ngày hôm sau. Vâng, thưa chú trẻ sĩ công, hai bạn đến với nhau là bạn bạc hay tình nguyện? Lớn lên được không ạ? Tình nguyện. Vâng, xin mời tập thể quý vị hãy cho một tràng pháo tay to nữa để dành cho chú trẻ của chúng ta. Vâng, thưa cô dâu Ngọc Hà, hai bạn đã tìm hiểu nhau và yêu nhau say đắm. Vâng, xin mời tất cả quý vị lại cho một tràng pháo tay thật rực rỡ nữa để chào cho cô dâu chúng ta ngày hôm nay. Vâng, nếu sau này cuộc sống có thay đổi như nào chăng nữa thì hai bạn cũng phải thương yêu nhiều nhau hơn nữa, các bạn có đồng ý không ạ? Vâng, thật là tuyệt vời. Vâng, đúng là trong năm dấu bó xa vời, chúc cho hai bạn ngàn đời ái ân, dù cho sóng gió ngàn lần yêu nhau say đắm và là lần thì chung. Vâng, ngay sau đây xin mời cô dâu rể của chúng ta cùng ký bản hôn ước này.
chú rể và cô dâu. Với tư cách là người dẫn chương trình cũng như người thay mặt cho tổng thư ký Đông Kinh Bò, tôi xin công bố từ nay hai bạn đã chính thức trở thành vợ chồng của nhau. Vâng, từ nay làng ta, xã ta, huyện ta, tỉnh ta, đất nước Việt Nam chúng ta và tất cả đất nước Korea đã có cặp vợ chồng mới, đó là cặp chú rể và cô dâu trong buổi lễ cưới hôm nay. Vậy ngay sau đây ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị khách chị và các bạn hãy cho một tràng pháo tay thật lớn nữa toàn thể quý vị khách chị và các bạn. Thật đúng là thuốc lào thì phải có điếu cày, mà điếu cày thì phải có lông gà, mà đàn ông thì phải có đàn gà thì nó mới vui. Vâng, và ngay sau đây ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị khách chị và các bạn cùng thưởng thức một trong ca của đại diện hoa nhà gái, đó là nữ lãnh gia Ngọc Huyền. Tôi xin mời nữ ca sĩ Ngọc Huyền vào hôm cưới ạ.
toàn thể quý vị các chị và các bạn. Đúng là hôm nay ngày cuối cùng của con, người cha sẽ có chút buồn, có món quà mà sẽ không thể ép trong nhà để mẹ em chúng cháu gọi là gọi ông. Vâng, các bạn sẽ ra tổ chức chúng tôi xin chân trọng kính mời những người thân của cô như thế này cũng như bạn bè bên trong quà để chúc mừng ngày sinh nhật trẻ của chúng ta trong buổi tối hôm nay. Tôi xin chân trọng kính mời. Thank you.
với kính thưa toàn thể quý vị khách xin chào các bạn. Thay mặt toàn thể chúng tôi nói lời chào cô giáo trẻ, xin thành cảm ơn quý vị khách xin chào các bạn đã không ngại bỏ cả việc giá xa xôi để về chung vui cũng dự buổi lễ long trọng này được thành công tốt đẹp. Vậy một lần nữa chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn và ngay sau đây để chúc chúng tôi nhiều bước chân vui vẻ, có đôi lời cảm ơn cũng để chúc tôi luôn đi chén rượu để chúc thành công cho năm của tôi là sẽ chủ lễ chén ngày hôm nay. Hãy
đôi bàn trống làm giàu, tiền vô như nước tắm xe và sông nhà lầu. Đào hào nuôi cá sinh đầy lũ đầy đàn, đôi trăm mẫu tốt tươi lẻ lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.